thơ Phật giáo Hòa Hảo, Dương Văn Thả, sinh năm 1969, ấp Vĩnh Lĩnh, xã Vĩnh Hậu, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Hôm nay tôi xin tố cáo Đảng Cộng sản nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và học theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh áp dụng lời tố cáo nội dung như sau. Một là Đảng Cộng sản quy mô chiến tranh tôn giáo, đàn áp tôn giáo. Họ tiếp tục giở trò cố ý bất công và đàn áp dân chủ. Và khi họ đã đàn áp dân chủ, hoàn toàn cướp hết tất cả quyền dân chủ, họ còn phải tiếp tục giở trò dã man và đàn áp, đưa tôi vào tù, đưa con người vào tù. Khi vào tù thì họ sẽ hành động với một điều tàn nhẫn hơn nữa. Họ cướp hết tất cả các tài sản tối cần chính của tôi đã ở trong thời gian tù. Và khi họ hủy diệt tất cả sự sống và nhu cầu tối thiểu của chúng tôi còn lại, chính đáng mà chính họ cũng tiêu diệt luôn sự sống. Vì nay người dân nước Việt Nam làm để nuôi đảng, đảng diệt dân. Như vậy thì đàn áp tôn giáo, nhân quyền. Như vậy thì những điều này người dân ở nước Việt Nam không thể nào sống nổi với sự đàn áp tàn nhẫn dã man của Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng Hồ Chí Minh. Chúng tôi cầu cứu, kính gửi lời tố cáo này đến cho Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, đến cho Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, gửi đến tất cả tòa án quốc tế để xử Đảng Cộng sản Việt Nam cho đúng theo luật quốc tế mà chính Đảng Cộng sản Việt Nam đã ký kết hội nhập nhân quyền và tôn giáo quốc tế. Và chúng tôi xin tha thiết yêu cầu tất cả quốc tế xử Đảng Cộng sản, để Đảng Cộng sản cầm quyền nước Việt Nam mà nước mắt, sự sống, con người Việt Nam có con người mà không có quyền con người còn thua động vật hoang dã. Nay nhờ tất cả thế giới để khẩn cứu con người Việt Nam, làm sao có con người phải có quyền con người. Họ cướp quyền con người cũng không cấp cho con người một quyền con bò, một quyền con bóc gì cả. Hoàn toàn con người Việt Nam chỉ là giống như một vật vô tri, không còn điều gì gọi là quyền ăn, quyền sống, quyền ở, quyền nói. Tất cả dân dân đều bị cướp hoàn toàn. Hôm nay chúng tôi xin hứa lời tố cáo này và đầy đủ tan vật chứng cứ tàn nhẫn dã man của Đảng Cộng sản đối với con người ở Việt Nam và đối với tôn giáo. Thành thật cảm ơn gửi lời thăm và tôn ý của tất cả quốc tế để cứu giúp cho chúng tôi. Thành thật cảm ơn Phật giáo Hòa Hảo. Nam mô A Di Đà Phật. Số điện thoại 0919848059. Hiện giờ chúng tôi đang bị bao vây, không dám mở ra cửa nhà một giờ phút nào vừa rồi. Và chúng tôi có thông báo tố cáo Đảng Cộng sản thì công an tới chặt đường và mọi người dân ở đây đều biết chúng tôi đang đóng cửa. Nếu công an tràn vào thì chúng tôi phải chết dưới cơn lửa tự thiêu, thắp lên một ngọn đèn sáng rạng cả năm châu, đâu đâu cũng biết Đảng Cộng sản Việt Nam tàn nhẫn dã man đối với loài người. Hiện nay chúng tôi đang khẩn thiết cầu cứu.